Chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem về cái phân bón lá có tên là Cansibo đậm đặc, dùng cho cà phê tiêu, phòng dùng để phòng rụng hoa và trái non. Cansibo đậm đặc sẽ hạn chế được các hiện tượng như khô bông này, đan trái, giúp cho hạt to, giúp trái chín nhanh và đều. Ở thời kỳ ra bông thì giúp bông ra bông đều hơn nữa. Về thành phần chính của Cansibo gồm có là CaO 20%, N 10% và K2O là 4%. Và các vi lượng như Cu 20 ppm và Zn là 20 ppm. Và tỷ trọng là 1,4 đến 1,5, pH là 6 đến 8. Về công dụng của Cansibo đậm đặc thì Cansibo đậm đặc sẽ bổ sung bo và chitosan vitamin, chitosan và vitamin và các chất kích tố sinh trưởng, tăng trưởng, giúp mà cho cây hạn chế được rụng hoa và rụng trái non khi đang có trái, và cung cấp thêm dinh dưỡng cần thiết như canxi, bo và kẽm cần thiết cho cây cà phê và tiêu, giúp tăng khả năng dẻo cuống của hoa và dẻo cuống trái, và giúp hạn chế khô bông và đen trái nữa, chống rụng hoa, trái cà phê, tiêu, giúp cho hạt to hơn khi trong đang thời kỳ nuôi hạt, và giúp chín nhanh hơn đối với những trái đã già và chín đồng đều hơn, giúp cây hạn chế được sương muối vào các dịp cuối năm, và giúp cây hạn chế được và tăng khả năng đậu hoa và trái, giúp trái lớn đều của tiêu và cà phê. Về hướng dẫn sử dụng thì sử dụng vào giai đoạn đang ra hoa sẽ giúp tăng khả năng đậu hoa và thụ phấn mạnh hơn. Vào giai đoạn ra trái giúp cho cây đậu trái mạnh, và giai đoạn trái lớn sẽ hạn chế rụng trái. Liều lượng sử dụng. Sử dụng khoảng về liều lượng sử dụng của Cansibo pha từ khoảng 40 cho đến 50 cho một bình 16 đến 20 lít. Một chai pha cho hai phi, mỗi phi 200 lít nước. Chai này 1 lít sẽ chia được hai phi. Và một chai 1 lít thì sẽ pha được khoảng 400 lít nước.
chia ra cho bình 20 lít nước thì sẽ được khoảng 20 bình. Xin hết ạ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip nhé. Các bạn có thể đăng ký kênh và bấm nút chuông để được nhận các video mới mỗi khi kênh có video đăng lên nhé. Và thuốc thực vật là kênh chuyên cập nhật và chia sẻ công dụng của các loại thuốc bảo vệ thực vật có trên thị trường hiện nay để cho các bạn cùng tham khảo nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn.